Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Báo Giao thông. Những thông tin mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua sẽ được gửi tới quý vị khán giả ngay sau đây. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Ngày 23 tháng 6, các chuyên gia Malaysia đã kêu gọi thành lập một nhóm đặc biệt tiến hành đánh giá tín hiệu kéo dài 6 giây được cho là phát đi từ chiếc máy bay MH370 đang bị mất tích. Tờ New Straits Times cho biết, yêu cầu thành lập nhóm đặc biệt nói trên được đưa ra trong bối cảnh một nhóm nghiên cứu tại Đại học Cardiff đã phát hiện một tín hiệu kéo dài 6 giây từ dưới đáy biển ngoài khơi khu vực Mũi Lewin, phía Tây Australia vào thời điểm chiếc MH370 gặp nạn. Tín hiệu được ghi lại bằng hydrophone, một loại micro được sử dụng để phát hiện những vụ thử hạt nhân trái phép. Phó giáo sư tiến sĩ Mohairuddin Mohammed Sufian của Viện Công nghệ Hàng không Malaysia, Đại học Kuala Lumpur cho biết, nghiên cứu gần đây do một nhà nghiên cứu tại Đại học Cardiff đã cho thấy một vài điểm tương đồng liên quan đến chiếc máy bay MH370 nhưng vẫn còn có một số điểm gây tranh cãi. Chính vì thế, chúng tôi cần thận trọng đánh giá các yếu tố trước khi nối lại tìm kiếm. Cụ thể, nghiên cứu của Đại học Cardiff không chỉ rõ địa điểm chính xác của chiếc máy bay MH370 bị mất tích bởi tín hiệu sóng âm mà họ nhận được có thể bị tác động bởi nước biển. Trước đó, Bộ trưởng Giao thông Malaysia Anthony Lok cho biết, Ocean Infinity, công ty từng thực hiện sứ mệnh tìm kiếm chiếc máy bay MH370 bằng robot dưới đáy biển, đã đề xuất nối lại các cuộc tìm kiếm dựa trên đầu mối nói trên. Đề xuất này đang được Bộ Giao thông xem xét trước khi trình lên chính phủ. Sông Dương Tử là tuyến đường thủy dài nhất và đông đúc bậc nhất châu Á. Thời gian gần đây, tình trạng tắc nghẽn ngày càng nghiêm trọng. Thậm chí tàu thuyền mất trung bình 12 ngày mới qua được đập Tam Hiệp, nhà máy thủy điện lớn nhất thế giới. Tờ Hoa Nam buổi sáng cho biết, những ngày qua, các chuyên gia và quan chức địa phương từ 4 tỉnh thành phố của Trung Quốc gồm Trùng Khánh, Từ Xuyên, Quỳ Châu, Vân Nam và Thiểm Tây đã gặp mặt tại diễn đàn thảo luận nhằm khơi thông những nút thắt ở thượng lưu sông Dương Tử, tác động lớn đến giao thông vận tải trong khu vực này. Thực tế, sông Dương Tử là tuyến đường thủy dài nhất và đông đúc bậc nhất châu Á. Từ lâu đã xuất hiện hàng loạt điểm ùn tắc nghiêm trọng, cản trở hiệu quả vận tải, dẫn đến nhu cầu bức thiết phải cải thiện tuyến đường thủy này, phục vụ phát triển kinh tế những địa phương dòng sông chảy qua. Tại diễn đàn, các chuyên gia cho biết tình trạng tắc nghẽn thường xuyên xảy ra tại vị trí đập Tam Hiệp, trong khi giao thông trên các nhánh sông bị cản trở, kết nối chưa tối ưu với dòng chính của sông Dương Tử. Ước tính trong năm 2023, các tàu chở hàng phải chờ trung bình 12 ngày chỉ để đi qua đập Tam Hiệp do năng lực vận tải hạn chế. Theo Phòng Thương mại Liên minh châu Âu EU, khu vực Tây Nam Trung Quốc, thời gian chờ đợi kéo dài làm gia tăng chi phí, gây khó khăn trong hoạt động vận tải, gia tăng ô nhiễm môi trường, tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng. Thực tế, không chỉ năng lực vận tải hạn chế, mà lưu lượng vận tải trên sông Dương Tử đã tăng vọt trong những năm qua do chi phí rẻ hơn nhiều so với đường sắt và đường hàng không. Theo số liệu chính thức, lượng hàng hóa thông qua các cảng trên sông Dương Tử năm 2023 tăng 8% so với năm 2022 lên 3,8 tỷ tấn, trong khi lưu lượng hành khách đạt 1,38 triệu lượt, tăng 26%. Ngoài ra, một số công trình cầu bắc qua sông xây từ những năm 1950 có chiều cao chỉ khoảng 24 mét, không tương thích với những tàu lớn ngày nay, cản trở giao thông vận tải trên tuyến đường thủy sông Dương Tử. Như sông Mississippi ở Mỹ hay sông Nin ở Ai Cập, tuyến vận tải qua sông Dương Tử và các phụ lưu từ lâu được coi như những cao tốc trên sông, đóng góp quan trọng cho nền kinh tế Trung Quốc. Hiện nay, tuyến đường thủy phụ trách vận chuyển 80% sản lượng quặng khoáng sản, 80% lượng than và 70% lượng dầu thô của nước này. Theo Phòng Thương mại EU khu vực Tây Nam Trung Quốc, nâng cao năng lực vận tải đường thủy ở thượng lưu sông Dương Tử là điều kiện tiên quyết để phát triển kinh tế các địa phương dòng sông đi qua. Kể từ khi diễn đàn đầu tiên giữa 5 tỉnh thành được tổ chức vào năm 2021, các địa phương đã tăng cường hợp tác vận tải, cứu hộ khẩn cấp trên sông và ban hành các quy định vận tải liên tỉnh. Tại diễn đàn, hơn 33 công ty đã ký kết hợp tác trong các lĩnh vực du lịch trên sông, vận tải tàu container, đóng tàu. Năm nay, các chuyên gia tăng cường thảo luận bàn giải pháp cho các vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng đến giao thông trên tuyến sông Dương Tử. Các chuyên gia cho biết cần đơn giản hóa thủ tục thông qua các âu tàu qua đập Tam Hiệp. Trong đó, phải ưu tiên các tàu chuyên chở nhiên liệu hàng không, quặng sắt, thép, ngũ cốc và các vật liệu thiết yếu khác. Theo chuyên gia, cải thiện hiệu quả vận tải trên sông Dương Tử sẽ tiết giảm chi phí bởi đây là phương thức vận tải rẻ nhất, nhất là khi vận chuyển khối lượng lớn, mang lại lợi ích cao cho các thành phố có cảng trên sông nếu có chiến lược phát triển kinh tế cảng. Không chỉ vậy,
Phòng Thương mại EU khẳng định năng lực thông hành của tuyến vận tải sông Dương Tử ảnh hưởng đến khả năng và chất lượng thông thương tại khu vực miền Trung và miền Tây Trung Quốc, cũng như kết nối với các tuyến thương mại quốc tế. Do đó, các địa phương này cũng cần cải thiện hiệu quả vận tải hàng hóa qua tuyến đường thủy này, đồng thời tăng cường kết nối giữa đường bộ và đường thủy nhằm thúc đẩy mở cửa kinh tế và giao thương khu vực miền Trung và miền Tây Trung Quốc. Thực tế, những năm qua, nhiều dự án khơi thông những điểm nghẽn trên sông Dương Tử đã được triển khai. Điển hình như dự án nạo vét đoạn sông từ thành phố Nghi Dương Hồ Bắc đến An Khánh, An Huy dài hơn 800 km vào năm 2017 đã tăng độ sâu nhiều đoạn thêm 6 m, cho phép các tàu trọng tải 13.000 tấn đến Vũ Hán và các tàu 5.000 tấn đến Nghi Dương, tạo ra lợi ích kinh tế trực tiếp cho địa phương, giảm đáng kể tiêu hao nhiên liệu của các tàu. Tối ngày 23 tháng 6, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định xác nhận với phóng viên báo giao thông, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc cụ ông, cụ bà tử vong bất thường tại nhà riêng ở xóm 6. Cụ thể, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 23 tháng 6, khi người con gái sang nhà thăm bố mẹ tại xóm 6, xã Nghĩa Phú thì phát hiện cả bố và mẹ đã tử vong. Nạn nhân là ông NVT, 80 tuổi, và vợ là TTV, 77 tuổi. Lãnh đạo xã Nghĩa Phú cho biết, theo hàng xóm của nạn nhân, vài ngày gần đây, bà con không thấy vợ chồng cụ T ra ngoài, nhà luôn đóng cửa. Khi người con gái đến thăm, thấy cửa khóa nên đã treo cổng để vào nhà. Vào bên trong, người con bàng hoàng thấy bố, mẹ mình đã qua đời. Người bố nằm dưới đất, còn người mẹ thì nằm ở trên giường. Ngay sau khi nhận được tin báo, công an xã Nghĩa Phú đã có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo công an huyện Nghĩa Hưng cùng các lực lượng chức năng để phối hợp tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm nạn nhân, phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân để xử lý theo quy định của pháp luật. Liên quan vụ xuống tay khiến mẹ bạn gái tử vong, bạn gái bị thương, ngày 23 tháng 6, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Văn An, thành phố Chí Linh, Hải Dương xác nhận vụ việc và cho biết hiện người bạn gái đang nguy kịch. Vị đại diện cho biết thêm, công an đang truy tìm để bắt giữ nghi phạm khiến mẹ bạn gái tử vong, bạn gái trong tình trạng nguy kịch. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ ngày 23 tháng 6, nhân dân phát hiện một người đàn ông tấn công bạn gái và mẹ bạn gái tại khu dân cư Tường, phường Văn An, thành phố Chí Linh, liên báo cơ quan chức năng. Sau vụ việc, người dân hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương nặng nên bà LTH là mẹ của bạn gái nghi phạm đã không qua khỏi. Bạn gái của nghi phạm là chị TTNA, sinh năm 1993, đang trong tình trạng nguy kịch. Theo một cán bộ khu dân cư Tường, nhiều năm nay, nghi phạm và chị A có quan hệ tình cảm và đã có con chung, nghi phạm vừa chấp hành án xong. Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ. Trưa 23 tháng 6, quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, ông Võ Tấn Đức cho biết đã ký quyết định cách chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhân Trạch đối với bà Nguyễn Thị Giang Hương. Ông Đức nói, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định cách chức, hiện tại quyết định cách chức này đã được ký. Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai đề nghị Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh xử lý kỷ luật hành chính đối với bà Nguyễn Thị Giang Hương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhân Trạch theo quy định của Đảng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai cũng thi hành kỷ luật bà Nguyễn Thị Giang Hương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhân Trạch bằng hình thức cách chức Phó Bí thư Huyện ủy Nhân Trạch nhiệm kỳ 2020-2025. Trước đó, bà Nguyễn Thị Giang Hương bị một nhóm lừa đảo sử dụng công nghệ cao và xưng danh cơ quan bảo vệ pháp luật yêu cầu bà Hương mở tài khoản để chuyển tiền vào. Sau đó, nhóm này xâm nhập vào tài khoản để lấy tiền của bà Nguyễn Thị Giang Hương. Số tiền bà Nguyễn Thị Giang Hương bị chiếm đoạt hơn 171 tỷ đồng. Khi đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai vào cuộc kiểm tra và xác định bà Nguyễn Thị Giang Hương có khuyết điểm, vi phạm, kê khai tài sản không trung thực, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, luật phòng chống tham nhũng và quy định của Bộ Chính trị. Vì vậy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Giang Hương theo thẩm quyền. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai kết luận, bà Nguyễn Thị Giang Hương đã không trung thực trong việc kê khai tài sản, thu nhập qua các lần kê khai tài sản, thu nhập, quanh co, đối phó, che giấu nguồn gốc số tiền chưa kê khai, không cung cấp cho tổ xác minh tài sản, thu nhập các hồ sơ liên quan đến việc sở hữu các tài sản đã kê khai trong bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định. Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Giang Hương làm những việc pháp luật không cấm nhưng ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, địa phương và trách nhiệm nêu gương của đảng viên. Vi phạm của bà Nguyễn Thị Giang Hương là nghiêm trọng, tạo dư luận xấu trong xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân,
làm giảm sút uy tín bản thân, uy tín huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Nhơn Trạch.